cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. NATO sẽ có quà bất ngờ khiến Ukraine cực vui mừng tại hội nghị thượng đỉnh. Hungary quay xe đàm phán với EU về gói viện trợ vũ khí 6,6 tỷ euro cho Ukraine. Dữ liệu về tin cho thấy Nga có thể sắp hết xe tăng du kích Ukraine đột nhập dinh thự của ông Putin ở Sochi Cần cảnh tiêm kích MiG-29 Ukraine nhào lượng thả bom chính xác vào mục tiêu của Nga Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây Thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News Tờ New York Times đưa tin, NATO dự định cung cấp cho Ukraine một trụ sở quân sự mới để quản lý viện trợ và vũ khí do phương Tây cung cấp thay vì con đường trở thành thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington vào tháng tới. Theo các quan chức Mỹ và NATO được tờ báo trích dẫn, trụ sở mới sẽ bảo đảm với Ukraine về cam kết lâu dài của NATO đối với an ninh của nước này và đóng vai trò là cầu nối để Kyiv cuối cùng gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo trong tương lai thưa quý vị tờ new york times đưa tin chính quyền của tổng thống mỹ joe biden và giới lãnh đạo nato đã đưa ra ý tưởng này như một cách để trao tặng điều gì đó chắc chắn cho kiev tại hội nghị thượng đỉnh ngay cả khi họ vẫn cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để ukraine tham gia hy vọng là lời đề nghị này sẽ làm hài lòng nhà lãnh đạo ukraine volodymyr zelensky người coi việc gia nhập nato là ưu tiên hàng đầu dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ hơn so với hội nghị thượng đỉnh trước đó tại vilnius litva nơi ông đã bày tỏ rõ sự không hài lòng khi ukraine không được đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán gia nhập bài báo khẳng định khi đó ông zelensky đã chỉ trích quyết định của nato không đưa ra lời mời tới ukraine là chưa từng có và vô lý, đồng thời nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sự không chắc chắn về vấn đề này là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của khối. Theo tờ Washington Post, những bình luận này khiến các quan chức Mỹ đều tức giận. Các quan chức giấu tên đã nói chuyện với New York Times, nói rằng trụ sở chính sẽ đặt tại một cơ sở quân sự của Mỹ ở West Baden của Đức và đứng đầu là một vị tướng ba sao, rất có thể là tướng Christopher Cavalier. Phái đoàn hỗ trợ và đào tạo an ninh của NATO cho Ukraine, gọi tắt là NSATU, dự kiến sẽ tập trung tất cả viện trợ cho Kiev dưới một cái ô. Các nước NATO cho đến nay vẫn đang hỗ trợ Kiev. Trên cơ sở từng quốc gia, các nguồn tin cho biết Bộ Chỉ huy cũng sẽ điều phối việc huấn luyện phương Tây cho quân đội Kiev. Các quan chức nhấn mạnh, với tư cách là một dự án của NATO, NSATU sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi Donald Trump, người đã bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục ủng hộ Kiev, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Moscow coi việc ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của nước này, được triển khai vào tháng 2 năm 2022 đầu tháng này tổng thống nga vladimir putin cho biết moscow sẽ chuẩn bị ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với kiev nếu kiev rút toàn bộ quân khỏi các vùng donbass kherson và zapriya của nga và chính thức tuyên bố rằng không còn kế hoạch gia nhập nato đề xuất hòa bình của putin đã ngay lập tức bị cả ukraine và những người ủng hộ phương tây bác bỏ Hungary quay xe đàm phán với EU về gói viện trợ vũ khí 6,6 tỷ euro cho Ukraine. Hungary đang đàm phán về việc rút lui hợp pháp khỏi sáng kiến chung của EU nhằm tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điều này có thể chấm dứt tình trạng đóng băng gói tiền mặt trị giá 6,6 tỷ euro do quyền phủ quyết của Budapest duy trì. Tờ Financial Times đưa tin, Hungary phản đối hỗ trợ quân sự cho Kiev và phủ quyết các quyết định của EU cho phép giải ngân quỹ từ Quỹ Hòa bình châu Âu, vốn được các quốc gia thành viên sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine. Balázs Orbán, người đứng đầu văn phòng chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào hôm thứ Năm và nói rằng một thỏa thuận là có thể. Ông nói, Chúng tôi cần tìm giải pháp kỹ thuật và các giải pháp pháp lý, nên chúng tôi có khả năng từ chối. Các cuộc đàm phán đang diễn ra đề cập đến sự khác biệt kỹ thuật giữa Budapest và Bruxelles. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell nói với Financial Times trong tuần này rằng Bruxelles đã đề nghị Budapest từ chối, nhưng lời đề nghị đã bị từ chối. Các thủ đô châu Âu đang phát triển các cách để bảo vệ các quyết định của EU khỏi việc Viktor Orbán ngày càng sử dụng quyền phủ quyết thường xuyên khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch khối trên cơ sở luân phiên từ ngày 1 tháng 7. Financial Times viết trích dẫn một tài liệu mà họ đã có được. Cần lưu ý rằng nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Bỉ sắp kết thúc đã đưa ra một số phương án nhằm tránh né hoặc phức tạp thêm việc Budapest sử dụng quyền phủ quyết. Đặc biệt chúng ta đang nói về các quy định của hiệp ước EU cho phép một số quyết định được đưa ra bởi đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí, cũng như yêu cầu các nước giải thích thêm trong trường hợp có quyền phủ quyết. Dữ liệu vệ tinh cho thấy Nga có thể sắp hết xe tăng. Nga đã chịu tổn thất lớn về xe tăng kể từ khi tổng thống Putin xâm lược Ukraine hơn 2 năm trước và có thể chỉ còn lại vài ngàn xe chiến đấu bọc thép, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của trí tuệ nhân tạo AI. Tờ báo Đức Söderstilzeitung đã tạo ra một mô hình AI để kiểm tra hình ảnh vệ tinh của 87 địa điểm quân sự của Nga, bao gồm 16 căn cứ nơi lưu trữ xe tăng, xe pháo và xe bọc thép. Mô hình AI đã đếm số lượng xe tăng tại các địa điểm quan trọng này trước khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại để xác định quy mô tổn thất xe tăng của nước này trong chiến tranh. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trong những các căn cứ này, căn cứ dự bị xe tăng trung tâm số 111 của quân đội ở phía đông nam nước Nga, nơi chứa 857 chiếc xe tăng vào tháng 4 năm 2021, hiện gần như là trống rỗng. Tờ báo Đức cho biết chỉ vài tháng sau cuộc chiến. Vào tháng 10 năm 2022, Nga đã mất gần một nửa số xe tăng này. Hãng tin SC cho biết việc phân tích các địa điểm quân sự khác cũng vẽ ra một bức tranh tương tự. Newsweek không thể xác minh độc lập quy mô tổn thất xe tăng của Nga và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Michael Chestad là nhà phân tích nghiên cứu về quốc phòng và quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, có trụ sở tại London. Ông nói với Esad rằng ông ước tính Nga vẫn còn khoảng 3.200 chiếc xe tăng trong kho. Chestad cho biết, nhưng phần lớn chúng đều trong tình trạng tồi tệ và cần phải sửa chữa đáng kể. Theo dữ liệu công khai, cho đến nay thì cả Moscow và Kiev đều chịu tổn thất xe tăng đáng kể trong cuộc chiến. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oryx của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng 2.144 chiếc xe tăng Nga đã bị phá hủy, 159 chiếc xe bị hư hỏng, 352 xe bị bỏ lại và 518 xe bị bắt giữ kể từ khi cuộc chiến toàn diện ở Ukraine bắt đầu. Oryx cho biết thêm rằng Ukraine đã mất 581 xe tăng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó thì 72 chiếc bị hư hại, 67 xe bị bỏ lại và 134 xe bị bắt giữ. Vào thứ Năm, quân đội Kiev cho biết Moscow đã mất 8.042 xe tăng kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, bao gồm 3 chiếc trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng số liệu về tổn thất quân đội và thiết bị của Nga như một phần trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến. Newsweek không thể xác minh độc lập số liệu của Kiev. Ưu tính về thương vong và mất mát thiết bị trong chiến tranh rất khác nhau, trong đó con số của Ukraine thường vượt qua các đồng minh phương Tây moscow hiếm khi chia sẻ thông tin về số thương vong hoặc mất mát thiết bị mà họ phải chịu trong chiến tranh gustav Grassen, thành viên chính sách cấp cao của tổ chức tư vấn quốc tế hội đồng đối ngoại châu âu nói với ss rằng ông chắc chắn rằng nga đang mất rất nhiều thiết bị hơn mức có thể thay thế và kho dự trữ thì đang cạn kiệt ông Grassen nói Do đó, điều quan trọng đối với Ukraine là gây ra tổn thất vật chất lớn cho người Nga đến mức mọi thứ trở nên quan trọng đối với họ tại một thời điểm nào đó. Du kích Ukraine đột nhập dinh thự của ông Putin ở Sochi Ngày 27 tháng 6, lực lượng du kích Ukraine ở Crimea đã công bố một đoạn video cho thấy tổ hợp pháo và tên lửa phòng không Panzer S1 bảo vệ biệt thự của Putin ở Sochi. Trong đoạn video được công bố trên kênh Telegram của lực lượng du kích Ajax, có thể thấy một hệ thống phòng không của Nga nằm phía sau rào trắng cạnh lòng đường. Các thiết bị quân sự đang hoạt động và hệ thống radar đang quét khung phận xung quanh để tìm các mục tiêu có thể xảy ra, trong khi các phương tiện dân sự đi ngang qua gần đó. Lực lượng du kích Ukraine lưu ý rằng, JRPK nằm cách suối Bocharov 15 km, nơi có dinh thự của nhà độc tài Điện Kremlin, biểu tin. Các du kích đã cung cấp cho quân phòng thủ Ukraine thông tin tọa độ về hệ thống phòng không Nga được trang bị ở đây Nhóm ATAS bày tỏ sự tin tưởng rằng thông tin được cung cấp sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine lên kế hoạch hành động nhằm tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, sẽ có thể ngôi nhà gỗ của Putin sẽ mất đi sự bảo vệ trong thời gian tới. Pan CF-1 là hệ thống tên lửa phòng không do Cục Thiết kế Công cụ Tula sản xuất, được trang bị 12 tên lửa chính m 335 bảy e 6 vũ khí pháo bao gồm súng phòng không đôi 2A83M với 1.400 viên đạn một RS-1, 1 một và một RS-2 chịu trách nhiệm phát hiện mục tiêu Sada. Việc phá hủy một chiếc Panzer S-1 không phải là vấn đề đối với lính pháo bên Ukraine. Những người vào ngày 25 tháng 6 đã đốt cháy hai hệ thống tên lửa phòng không ở làng Budovo thuộc vùng Benkorod của Nga. Cận cảnh tiêm kích MiG-29 Ukraine nhào lượng thả bom chính xác vào mục tiêu Nga. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một máy bay phản lực MiG-29 của Ukraine thực hiện động tác bật lên để triển khai bom lượng AASM-250 Hammer của Pháp vào các vị trí của Nga. Kênh Telegram mil -Info Life của Nga đưa tin. Kênh Telegram cho biết hiện nay kẻ thù thả nhiều loại bom phương Tây không chỉ từ độ cao thấp gần tiền tuyến, mà còn từ độ cao và khoảng cách xa. Phương pháp này cho phép máy bay phản lực triển khai bom ở khoảng cách xa hơn, giúp bom lướt tới mục tiêu, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho máy bay từ các hệ thống phòng không tầm xa. Cây này nói thêm, Chúng tôi dự đoán rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ thích ứng với việc sử dụng bom trên không do phương Tây cung cấp, do số lượng lớn hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga, đồng thời lưu ý đến những sự điều chỉnh chiến lược của lực lượng Ukraine kể từ tháng 12 năm 2022 nói một cách đơn giản bom lượng là loại bom tiêu chuẩn đã được cải tiến để bao gồm cánh và hệ thống dẫn đường cho phép bay theo đường bay lượng đến mục tiêu một số bom lượng được thiết kế khi chúng được chế tạo lần đầu nhưng một số khác được cải tiến sau khi sản xuất theo tờ moscow times các thiết bị lướt cho phép bom bay xa hơn nhiều và khiến chúng chính xác hơn nhiều so với bom không dẫn đường hoặc bom ngu Việc Nga sử dụng bom lượng đã gây ra sự tàn phá đặc biệt ở khu vực Kha Kiếp của Ukraine, được phóng sâu bên trong không phận Nga, đang có thể lướt từ 30 đến 45 dặm tới mục tiêu, gây ra sức tàn phá lớn khi va chạm. Kiev đang gặp khó khăn trong việc chống lại bom lượng do chúng có khả năng được phóng từ bên ngoài tầm bắn của hầu hết các hệ thống phòng không Ukraine. Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng một số loại vũ khí bên trong Nga, làm phức tạp thêm các nỗ lực phòng thủ của họ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptv a a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.